Warsaw, sau đó thì lại 9 tháng lại đảo lại như vậy. Và cái kết cục chính của cái nghiên cứu này ấy, là xem là cái tỷ lệ người ta khi điều tra về các cái kháng thuốc của các vi khuẩn, xem là xuất hiện các cái vi khuẩn ở giữa đường tiết niệu và đường hô hấp, để xem là các vi khuẩn kháng thuốc như thế nào. Và cái điều mà người ta tìm ra, cái biện pháp thay đổi như thế này thực sự là đã không giảm được các cái vi khuẩn gram âm kháng thuốc trong những cái đơn bệnh nhân ICU này. Tôi nghĩ là cái việc chọn cái kết cục đầu ra của nghiên cứu này có vẻ là không phù hợp lắm. Người ta không đánh giá về thực sự cái nhiễm trùng cụ thể hay là cái nhiễm trùng mà do các cái vi khuẩn kháng thuốc hay không, và cho ta thấy được là rất khó để chúng ta xác định được cái kết cục đầu ra của cái nghiên cứu này có phù hợp. Nó có thể khó khăn hơn trên từng cá thể bệnh nhân để nó có thể hiệu quả bằng cái là chúng ta có thể quay vòng kháng sinh cũng như là đảo kháng sinh ở đối với từng cái cá thể bệnh nhân một, mà chúng ta phải nhìn nó một con mắt rộng lớn hơn ở trên toàn một cái nhóm bệnh nhân, trên một đơn vị hồi sức. Như vậy chúng ta khi đọc cái kết quả này chúng ta phải rất là thận trọng để mà chúng ta diễn giải. Đối với việc sử dụng kháng sinh thì đây là dựa vào các bộ dữ liệu của Anh. Chúng ta thấy là họ đánh giá ở các cái hoàn cảnh khác nhau, các cái đơn vị, các cái môi trường khác nhau, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có một cái tỷ lệ rất là cao, tới 66% kháng sinh được sử dụng. Như vậy nó sử dụng là rất nhiều các cái kháng sinh mà được chỉ định ở Anh, khoảng trên 60 loại kháng sinh như vậy. Cho thấy là khi mà sử dụng như vậy là người ta sử dụng rất là đa dạng các loại kháng sinh. Có khoảng 15 cái loại kháng sinh là trong số đó thì chiếm tới hầu hết các cái chỉ định kháng sinh, tới 98 đến 98% các chỉ định ở trong các cái thực hành trên ở trong bệnh viện, và 11 cái kháng sinh là chiếm 93% các cái kháng sinh được sử dụng. Và trong các cái cách mà người ta nhìn cái bộ dữ liệu khác nhau thì có 3 loại kháng sinh như là penicillin, thuộc nhóm penicillin, là chiếm tới 44%, tức là nửa số các cái ca sử dụng kháng sinh. Đây là một cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy được cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt. Có thể là dựa trên cái số liệu của bệnh viện hoặc là các cái nghiên cứu về tiến cứu, hoặc là ở các cái đơn vị cộng đồng và cái nghiên cứu hồi cứu vân vân. Thì người ta thấy là các cái phức hợp kháng sinh như là penicillin hoặc là sulbactam thì rất nhiều tacillin chẳng hạn, thì vần ti thì thường là được các bác sĩ được sử dụng rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy chữ vitamin T, tacillin hoặc vitamin thì được sử dụng rất là nhiều, các cái kháng sinh được sử dụng rất với cái hiệu quả, ví dụ như cephalosporin, kilolon, thì rất khó có thể tìm thấy ở trong những cái hình này. Đây là một cái dữ liệu của các cái nghiên cứu về E. coli và nhiễm trùng huyết, và được tiến hành ở một phần của nước Anh. Đây là một nghiên cứu mà theo dõi dọc theo thời gian rất là dài, từ 1998 đến 2016, và có dựa trên các bộ dữ liệu về điện tử của các cái hệ thống bệnh viện. Cái điều mà rất quan trọng mà người ta tìm thấy ở đây ý, là khi mà chúng ta xem là các cái trong thực hành lâm sàng của các bác sĩ đa khoa, thì chúng ta xem là cái mức độ sử dụng các cái kháng sinh là coxiclav, xem là cái khả năng kháng thuốc đối với như thế nào,
đặc biệt là những vi khuẩn gây ra nhiễm trùng huyết. Và chúng ta thấy là trong thời gian, theo thời gian như vậy thì tôi thấy có sự tương quan với cái mức độ mà dùng Comox, Amoxiclav, nó có sự, chúng ta thấy là theo thời gian dài như vậy thì cái tỷ lệ kháng của các cái kháng sinh này cũng tăng lên trong các cái thực hành của bác sĩ đa khoa. Và điều này thì cho chúng ta thấy rất rõ là nếu chúng ta sử dụng cái kháng sinh là nhóm Coamoxiclav thì cái tỷ lệ kháng thuốc của các vi khuẩn nó sẽ tăng lên ở những năm sau đó. Và cái cách thức mà khác ấy, mà chúng ta có thể mô tả cái vấn đề về mà, và cái cách tiếp cận của chúng ta là cái đa dạng hóa trong cái kháng sinh ấy, thì tôi muốn cho các bạn thấy được các cái dữ liệu mà cái mà chúng ta sử dụng cái kháng sinh tại bệnh viện của chúng tôi. Đây là một cái màn hình của máy tính mà tôi đã chụp lại cách cái mà tôi đã áp dụng để chọn các loại kháng sinh khác nhau ở cái nhóm tập đoàn bệnh viện ở Leeds của chúng tôi. Và nó sẽ theo các cái nhóm bệnh nhân, theo hướng dẫn của người lớn, trẻ em, rồi theo thuốc và các vấn đề khác. Và nếu chúng ta nhìn kỹ hơn nữa vào trong đây cái cách thức và chúng ta xem là các cái hướng dẫn người ta được các cái hội về y học nội khoa hoặc là ngoại khoa đưa ra thì chúng ta sẽ thấy là có sự rất là khác biệt của các cái hướng dẫn đó ở tay phải, có rất nhiều hướng dẫn ở tay phải màn hình của các bạn, và cho những người bác sĩ người ta có thể chỉ định được. Và cái mà chúng ta cái quá trình như vậy ấy, là cho việc mà chỉ định kháng sinh và đưa ra các cái quy trình và chi tiết các quy trình đó thì thực ra nó là một cái vấn đề mà xảy ra ở tại các cái đơn vị của chúng tôi trong cái việc. Tôi cho các bạn thấy một cái ví dụ về cái câu chuyện đó. Đây là một cái hướng dẫn tóm tắt về cái cách mà chúng ta chỉ định từ IDSA ở trên những cái bệnh nhân mà có viêm phổi liên quan đến thở máy, mà nghi ngờ viêm phổi liên quan đến máy thở. Và trong cái này thì rất là đơn giản thôi, có cái cách lựa chọn thì rất là rộng, các loại kháng sinh có thể sử dụng, và họ dựa trên các bằng chứng rất là để điều trị cho bệnh nhân VAP. Ví dụ như là sử dụng các cái thuốc penicillin kháng trừ khuẩn mù xanh, rồi fluoquinolone, rồi cephalosporin, aminoglucoside, vân vân. Và trái lại với cái slide trước đó thì có rất nhiều cái lựa chọn như vậy. Thì đây là cái hướng dẫn của chúng tôi từ cái bệnh viện của chúng tôi, cái cách thức mà lựa chọn cái cùng một cái tình trạng bệnh nhân đó là viêm phổi liên quan đến thở máy. Cái lựa chọn chúng tôi là như vậy, dụ là chúng ta sử dụng là penicillin cộng với sulbactam chỉ trong trường hợp khi có dị ứng. Và lựa chọn ở chỗ này chẳng hạn, nếu như mà có tụ cầu vàng kháng methicillin thì chúng ta sử dụng là vancomycin là lelisolid. Và cách chúng ta mô tả cái lựa chọn của cái chỉ định rất là hạn chế thôi, không có nhiều cái lựa chọn như là cái hướng dẫn mà chúng ta nhìn thấy trước. Thế cái quy trình như thế này thì đã thực hành là trái với cái việc mà chúng ta đa dạng hóa như thế. Và chúng tôi càng ngày càng có các cái quy trình mà chúng tôi thấy hướng dẫn rõ là cái cách thức chúng ta sử dụng, chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề như thế này. Như vậy, penicillin, beta-sulbactam và là cephalosporin thế hệ 3 hoặc là những các cái kháng sinh phổ rộng khác thì chúng ta cần phải xem cái cách thức mà chúng ta phải dừng cái cách mà chúng ta đã kê đơn như thế bây giờ, nếu đặc biệt nếu nó có thể gây ra rất nhiều loại ảnh hưởng đến rất nhiều loại nhiễm trùng khác nhau, và một cái kháng sinh không thể là được chỉ định cho tất cả các tình huống được.
Bạn hãy tưởng tượng là như ví dụ có thể là bắt đầu là cái chúng ta khi mặc áo thì cái màu là màu xanh đậm này, chúng ta mặc nó, chúng ta rửa đi, chúng ta giặt đi giặt lại rất nhiều lần, thì điều gì sẽ xảy ra? Thì cái màu của áo cứ càng ngày càng nhạt đi, và cuối cùng là nó trở thành màu xanh nhạt và thậm chí là màu trắng. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng rất nhiều và giặt rất nhiều thì màu xanh cứ càng đậm càng dần dần thì nó càng nhạt dần. Thì kháng sinh thì cũng như vậy, cái kháng sinh phổ rộng cũng tương tự như vậy. Nếu mà chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì trong cái bối cảnh mà chúng ta không đa dạng hóa thì nó sẽ làm mất đi cái hiệu quả, mất cái màu sắc của cái kháng sinh đó, rất cái hiệu quả của kháng sinh đó. Như vậy là chúng tôi có hai cái kế hoạch 5 năm trong việc sử dụng kháng sinh tại Vương quốc Anh. Thì từ năm 2013 đến 2018, và một phần trong số đó chúng ta có thể thấy ở đây ấy, là tôi đã đề cập là chúng ta cần phải đa dạng hóa việc chỉ định các kháng sinh. Chúng ta cần phải hiểu rõ hơn cái cách thức mà chúng ta cần phải sử dụng khi chúng ta chỉ định kháng sinh để nó có hiệu quả nhất. Và hiện nay kế hoạch 5 năm từ năm 2019 đến 2024 ấy, thì chúng tôi nhấn mạnh trong cái màu đỏ mà tôi đã làm nổi bật ở đây ấy, là chúng ta phải có các cái bằng chứng để việc đã có cho chúng ta thấy là cái việc đa dạng hóa kháng sinh sẽ làm giảm cái tỷ lệ kháng thuốc của các vi khuẩn. Và chúng tôi biết rất rõ là chúng ta cần phải có bằng chứng để làm thế nào chúng đo được cái hiệu quả của cái việc cái cách thức chúng ta tiếp cận mới về đa dạng hóa trong việc chỉ định kháng sinh, và chúng ta thực hiện cái kế hoạch đó như thế nào, triển khai nó ra sao. Chúng ta có thể đo được cái cách thức mà gọi là đa dạng hóa bằng nhiều cái cách đo khác nhau. Ví dụ như cái mà đơn giản gọi là đo bằng cái chỉ số được gọi là đa dạng hóa các cái kháng sinh, hay gọi là AHI, AHI. Và có thể chúng ta cái phương trình ở phía dưới đấy, chúng ta có thể biết được là đưa cái con số vào đấy, chúng ta sẽ biết được với con số mà càng đến gần 1 thì chúng ta thấy là nó càng đơn điệu và nó càng thiếu cái sự đa dạng hóa. Nếu nó càng gần 1 như vậy mà càng về chiều thấp thì nó lại càng đa dạng hơn. Và đồng thời chúng ta cũng có thể làm một cách rất đơn giản thế cho ta thấy được cái sự đa dạng hóa ở trong cái slide này. Nó cũng thể hiện là một trên cùng một cái bệnh viện ở bên trái và bên phải. Bên trái thì chúng ta sử dụng các cái loại kháng sinh chiếm bao nhiêu phần ở trong đó, tới là có những một kháng sinh tới 50% số lượng kháng sinh được sử dụng. Ở bên phải thì cái loại kháng sinh nào có thể dùng đến 75 ở trên cùng một cái bệnh viện, 75%. Ví dụ ở đây chẳng hạn một cái bệnh viện ở tay phải ngoài cùng ấy, thì chúng ta thấy là mỗi một cái thấy cái sự đa dạng hơn trong về sự chọn lựa chọn kháng sinh. Người ta sử dụng đến 7 loại kháng sinh khác nhau, là chiếm tới 50% số loại kháng sinh mà sử dụng ở bệnh viện đó. Ở cái bệ giữa này ở đoạn giữa thì chỉ có 3 loại kháng sinh mà đã chiếm đến 50% các loại kháng sinh sử dụng. Như vậy cái cách thức như này rất là đơn giản thôi. Chúng ta cốt màu cho mỗi kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong 50% đó, thì chúng ta sẽ biết được chính xác là chúng ta có đa dạng hay không. Điều rất là quan trọng trong IDSA guideline là chúng ta khi mà chúng ta điều trị những cái vi khuẩn gram âm mà đã kháng thuốc ấy, thì đối với cái hướng dẫn của IDSA được hướng dẫn là hướng dẫn nào khuyến cáo rằng chúng ta phải vai trò của cái kháng sinh là rất là quan trọng. Ví dụ như là sử dụng fluoroquinolone chẳng hạn, ciprofloxacin chẳng hạn, thì vẫn được sử dụng cho những trường hợp
nhiễm trùng tiết niệu có biến chứng mà do cái các vi khuẩn đường ruột và sinh SBL hoặc và cũng một cái hướng dẫn như vậy, không những là nó không những là chỉ là sử dụng một kháng sinh mà nó phải chọn nhiều kháng sinh, và như vậy nó cũng đưa cho chúng ta một cái đơn giản hơn, và luôn luôn là chúng ta phải chúng ta nhớ rằng là có thể kháng sinh trước đây chúng ta sử dụng cũng có thể lại cái hiệu quả cũng rất là tốt cho cái nhiễm trùng hiện nay. Làm thế nào để chúng ta có thể đa dạng hóa việc chỉ định kháng sinh thì chúng ta có các yếu tố mà là ở đây chúng ta có thể tiến hành. Cái điều mà chúng ta nhấn mạnh ấy là chúng ta cần kiến thức chuyên khoa, chúng ta cần phải thử rất nhiều lựa chọn mà chúng ta thấy có, và chúng ta phải hiểu các cái loại vi khuẩn học ở trong cái đơn vị của chúng ta, và chúng ta xem là thậm chí là chúng tôi sử dụng cái trí tuệ nhân tạo để chúng tôi áp dụng để chọn cái phức hợp như thế nào cho nó tốt nhất, và chúng ta sử dụng cái quyết định đó là quyết định của máy tính để làm ra được các chỉ định nó đa dạng hơn, và để tránh cái trường hợp là sử dụng cùng một loại kháng sinh nhắc lại nhiều lần. Đây là một cái ví dụ mà tôi có thể cho các bạn ở đây. Bạn có thể tưởng ở đây bạn có 4 cái bệnh nhân ở trong bệnh phòng và đều có bằng chứng là bị viêm phổi liên quan đến thở máy, thì bạn cần rằng là chúng ta cần phải đưa tất cả một các bệnh nhân 4 bệnh nhân đấy là meropenem hay không? Vì là chính sách của bệnh viện nói là meropenem ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta hay là chúng ta chọn 4 cái phức hợp kháng sinh khác nhau phụ thuộc vào từng cái bệnh nhân đó, tình trạng của bệnh nhân đó. Rồi cái liên quan yếu tố về dị ứng, cách làm như thứ hai đó nó có thể giảm được cái áp lực để lựa chọn kháng thuốc của các cái vi khuẩn và có cái kết quả điều trị của chúng ta tốt hơn. Để kết luận, tôi nghĩ rằng là việc sử dụng có rất nhiều các cái bằng chứng rất là rõ ràng cho chúng ta là các cái càng ít kháng sinh thì nguy cơ càng đẩy vi khuẩn đến kháng thuốc nhiều hơn, và cái việc lựa chọn kháng sinh thì chúng ta phải rất là quan trọng để làm sao để giảm được cái cơ hội mà gây ra cái kháng thuốc cũng như là lan rộng của kháng thuốc. Và cuối cùng ấy, tôi rất ủng hộ cho cái việc là các bạn phải cần nghĩ một cách rất kỹ càng trước khi mà chúng ta chỉ định cách mà chúng ta có thể có hiệu quả trong vấn đề điều trị, nhưng tránh được cái việc mà gây ra vi khuẩn kháng thuốc, và đặc biệt là cái đó là một trong những cái lý do mà cần phải lựa chọn tốt cho bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn giáo sư Wolcott, và chúng tôi có một số câu hỏi dành cho giáo sư, và chúng tôi sẽ dành những cái câu hỏi đấy để sau khi giáo sư Vũ Văn Giáp trình bày. Và tôi sẽ chuyển cái phần kiểm soát cái việc bài trình bày cho giáo sư Giáp. Xin chào tất cả các thầy, các anh, các chị và các bạn, và tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã dành cho tôi cái cơ hội có thể trình bày trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Cái chủ đề của chúng tôi là liên quan đến cái mà các cái nhiễm trùng về gram âm và những cái hướng dẫn cũng như là mình ta có thể đa dạng hóa trong cái việc mà sử dụng kháng sinh và trong thực hành của chúng ta. Đây là một số các cái tuyên bố về vi phạm lợi ích, và tôi muốn bắt đầu cái bài trình bày của tôi với cái định nghĩa về viêm phổi. Chúng ta có các cái loại viêm phổi khác nhau, ví dụ như là viêm phổi bệnh viện, rồi là đó những cái viêm phổi mà là cái thời gian xuất hiện là 48 giờ sau khi bệnh nhân nhập viện. Đối với cái viêm phổi liên quan đến thở máy thì cái viêm phổi xuất hiện sau 48 đến 72 giờ sau khi là bệnh nhân đặt nội khí quản. Và theo cái hướng dẫn của IDSA năm 2016 thì không có cái phân loại là HCAP hay là viêm phổi liên quan đến cơ sở y tế nữa. Nếu mà chúng ta có một số bệnh nhân mà nghi ngờ với cái viêm phổi bệnh viện thì chúng ta phải đánh giá các cái yếu tố nguy cơ để cầu của vi khuẩn đa kháng.
Nếu như bệnh nhân có các cái viêm phổi thở máy và vi khuẩn đa kháng thì có nguy cơ là nguy cơ gì? Đầu tiên ấy, đó là liên quan đến sử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày sử dụng, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn ở thời điểm bị VAP, bệnh nhân ARDS, bệnh nhân có trên 5 ngày nhập viện và bệnh nhân có chạy thận trước khi mà bệnh nhân bị VAP. Đối với trường hợp viêm phổi mà vi khuẩn đa kháng, nguy cơ là gì? Thì có thể là sử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày, cũng như là cái nguy cơ của yếu tố nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin cũng như là VAP do trực khuẩn màu xanh thì cũng tương tự như vậy, thời gian sử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày. Vậy thì cái lợi ích của việc sử dụng kháng sinh sớm và phù hợp ấy là gì? Chúng ta có rất nhiều cái lợi ích. Đầu tiên cái lợi ích là làm giảm cái thời gian sử dụng kháng sinh, giảm cái thời gian nằm viện và thời gian nằm trong ICU, giảm chi phí và giảm được tỷ lệ tử vong. Đây là một trong những cái hiệu quả rất là rõ rệt và chúng ta có rất nhiều lợi ích mà chúng ta có thể thấy được. Cái nguyên tắc mà sẽ chỉ định kháng sinh ấy thì chúng ta có bốn cái chữ D. Chữ D thứ nhất ấy, đó là đúng thuốc, đúng liều, là cái thứ hai, cái thứ ba là thời gian sử dụng thích hợp và cuối cùng là chống tràng. Tiếp theo là tôi sẽ trình bày với các bạn một cái ca lâm sàng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó là bệnh nhân nữ 53 tuổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Bệnh nhân có các cái hoại tử vô khuẩn của chỏm xương đùi. 3 tháng trước đấy thì bệnh nhân có bị đột quỵ và bệnh nhân viêm phổi do hít phải và đã sử dụng kháng sinh tại bệnh viện huyện và bệnh nhân phục hồi hoàn toàn. Các cái triệu chứng lâm sàng khi bệnh nhân nhập viện đó, bệnh nhân không còn sốt, không có triệu chứng về hô hấp và chụp X-quang và các thứ là bình thường. Khi bệnh nhân mà nhập viện chúng tôi ấy, thì bệnh nhân được để làm một cái kỹ thuật là thay khớp gối ở khớp háng. Sau phẫu thuật thì bệnh nhân được sử dụng kháng sinh đó là ceftriaxone. Rồi sử dụng một số thuốc dự phòng khác như là enoxaparin, paracetamol, losartan. Đến ngày thứ hai thì bệnh nhân sốt cao và ho ra đờm vàng, bệnh nhân khó thở và bệnh nhân nghe phổi có tiếng ran cả hai bên. Bệnh nhân không có dấu hiệu của nhiễm trùng tại chỗ. Vậy chẩn đoán của bệnh nhân là gì? Bệnh nhân này câu hỏi đầu tiên là chẩn đoán đầu tiên là gì? Thì chúng ta thử chọn những cái chẩn đoán mà trên bảng. Thì đầu tiên đó là viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan đến thở máy, viêm phổi hít phải, tắc mạch phổi hoặc là nguyên nhân khác. Xin mời các bạn hãy lựa chọn. Như vậy là các bạn đây đã chọn một số các cái câu trả lời và tôi sẽ quay lại cái câu trả lời sau đó.
Các bạn có 20 giây để chúng ta có thể lựa chọn. Rất nhiều người chọn là tất cả những cái lựa chọn trên là đúng. Đây là phim X quang. Như vậy thì chúng ta lúc đầu là bệnh nhân nhập viện thì cái hình ảnh bên trái, và khi mà 3 ngày sau đó thì chúng ta thấy tổn thương cả hai bên. Chúng ta so với cái phim lúc vào viện ấy thì rõ ràng có sự thay đổi rất là rõ rệt, cho chúng ta thấy được cái nghi ngờ của chúng ta là viêm phổi bệnh viện là đạt đủ cái tiêu chuẩn theo cái định nghĩa của viêm phổi bệnh viện theo hướng dẫn của ADSI. Các xét nghiệm máu thì chúng ta thấy bạch cầu máu tăng 18,6, tăng bạch cầu đa nhân trung tính DDME là 0,48. Bình thường các cái marker viêm như procalcitonin là 6,7 nanogram ml. Và các cái xét nghiệm về vi sinh thì đang chờ kết quả. Câu hỏi thứ 3. Chẩn đoán khẳng định của các bạn là gì? Các bạn có thể chọn các lựa chọn sau đây. Đầu tiên là viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan thở máy, viêm phổi hít phải, rồi tắc mạch phổi và nhiễm trùng vết thương sau mổ, vết thương sau mổ. Đa phần các bạn chọn cái viêm phổi bệnh viện. Và câu trả lời đúng là như vậy, chẩn đoán của bệnh nhân đó là viêm phổi bệnh viện. Câu hỏi tiếp theo là cái lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm của bạn là gì cho bệnh nhân này? Nào, chúng ta sẽ chọn. Chúng ta lựa chọn thứ nhất là ceftazidim cộng với ciprofloxacin, thứ hai là pipazidim tazobactam cộng với ciprofloxacin, ba là carbamazepine cộng với cipro, và cái thứ tư là cái lựa chọn khác. Như vậy thì các bạn đã chọn cái lựa chọn của các bạn. Chúng ta trước khi mà chúng ta đi vào cái lựa chọn của các bạn thì tôi sẽ đưa các bạn đến cái hướng dẫn về sử dụng kháng sinh theo của IDSA. Như vậy chúng ta cần phải xem là cái nhóm bệnh nhân đó là gì. Nếu như bệnh nhân có cái nguy cơ mà tử vong cao và không có nguy cơ của viêm phổi liên quan đến tụ cầu vàng, và cái nhóm thứ hai là nhóm mà không phải là có nguy cơ cao tử vong nhưng mà có nguy cơ với tụ cầu vàng, và nhóm thứ ba là có nguy cơ cao tử vong và có dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước đó. Như vậy thì bệnh nhân đã được dùng kháng sinh rồi thì như vậy chúng ta chọn các cái kháng sinh như thế này. Thì kháng sinh lựa chọn là sử dụng piperacillin cộng tazobactam và cefepime, rồi levofloxacin hoặc là carbapenem cộng với amikacin. Bệnh nhân của chúng tôi thì chúng tôi chọn dùng ceftazidim cộng với ciprofloxacin. Sau 2 ngày chúng tôi khám lại bệnh nhân, về lâm sàng ấy thì bệnh nhân tốt hơn, không còn sốt,
bệnh nhân ho giảm đi. Xét nghiệm về máu thì bạch cầu giảm từ 18.000 xuống còn 16.000 và các marker viêm cũng giảm đi. Xét nghiệm vi sinh thì âm tính. Đây là cái sốt của bệnh nhân ở hàng trên cùng, rồi các cái nồng độ của procalcitonin màu đỏ và nồng độ của tỷ lệ bạch cầu, số lượng bạch cầu là màu xanh và bệnh nhân tốt hơn. Đây là tóm tắt của cái ca lâm sàng số 1. Đầu tiên là chẩn đoán sớm về bệnh nhân có nhiễm viêm phổi bệnh viện, chúng ta chuyển kháng sinh phù hợp, và trong những trường hợp mà chưa được khẳng định về vi khuẩn học thì chúng ta cũng có cái kết cục bệnh nhân rất là tốt và bệnh nhân có thể xuất viện sau 10 ngày sau khi mổ. Nào, cái ca lâm sàng thứ hai, bệnh nhân nam 65 tuổi, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá và bệnh nhân có tiền sử COPD 5 năm và điều trị bằng Lambda và Lama. Bệnh nhân được nhập viện 2 tháng trước đó. Các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân đó là bệnh nhân khó thở và ho nhưng không có đờm, bệnh nhân tím, bệnh nhân phù cả hai chân, không sốt và không có đau ngực. Các cái đánh giá về xét nghiệm thì không có trong giới hạn bình thường, không có các tăng lên của các cái marker về nhiễm trùng và các marker khác. Về chẩn đoán bệnh nhân ấy, thì đầu tiên là chúng tôi chẩn đoán là đợt cấp của COPD biến chứng là suy tim phải. Về điều trị thì chúng tôi cho bệnh nhân thở không xâm nhập, rồi cho lợi tiểu, cho thuốc giãn phế quản, cho methylprednisolone. Ngày thứ ba thì bệnh nhân khá hơn, bệnh nhân cải thiện hơn. Đến ngày thứ tư thì bệnh nhân lại tồi đi, rất là không may mắn. Bệnh nhân sốt cao, 39 độ C, bệnh nhân ho có đờm màu xanh, bệnh nhân suy hấp, bệnh nhân có tím, nghe phổi thì có gian rít gian ngáy cả hai bên và xét nghiệm khi máu thì có một tình trạng toan hô hấp. Về bệnh nhân được chỉ định cấy đờm và cấy máu và bệnh nhân được chụp X quang tại giường. Xét nghiệm thì ở đây chúng ta nhìn thấy trên phim X quang thì có một đám mờ mới ở bên tay trái cũng như là bên phải ở phần dưới. Xét nghiệm máu của bệnh nhân thì bệnh nhân có tăng bạch cầu 24.000, D-dimer của bệnh nhân là 0,52 ở giới hạn bình thường, nhưng mà procalcitonin của bệnh nhân tăng 8 nanogram trên ml. Câu hỏi dành cho các bạn, chẩn đoán của bệnh nhân là gì? Nào, chúng ta hãy lựa chọn. Đầu tiên, lựa chọn 1 đó là bệnh nhân đợt cấp của COPD. Thứ hai là VAP trên bệnh nhân COPD, HAP trên bệnh nhân COPD hoặc là tắc mạch phổi trên bệnh nhân COPD. Một 50% các bạn chọn là bệnh nhân viêm phổi bệnh viện trên bệnh nhân COPD. Đây là chẩn đoán của chúng tôi. Bệnh nhân có viêm phổi bệnh viện trên bệnh nhân COPD. Câu hỏi thứ hai là xét về các loại kháng sinh mà chúng ta lựa chọn cho bệnh nhân. Nào các bạn hãy chọn đi. Thứ nhất là dùng ceftazidime cộng với ciprofloxacin, piperacillin cộng với ciprocarbonem cộng với cipro hoặc là cái lựa chọn khác.
Một nửa số bạn sử dụng piperacillin tazobactam plus cipro. Nào, chúng ta xem bệnh nhân của chúng ta như thế nào. Chúng tôi sử dụng kháng sinh dùng imipenem, silastin và ciprofloxacin. Và cái liều các bạn nhìn thấy trong slide. Và sau 2 ngày, chúng tôi khám lại bệnh nhân. Bệnh nhân cải thiện. Bệnh nhân ho ít đầm hơn, bệnh nhân không còn sốt, xét nghiệm bạch cầu giảm từ 24.000 xuống 14.000. Và procalcitonin của bệnh nhân giảm từ 8 xuống còn 2.5. Xét nghiệm về vi sinh học thì dương tính với triệu khuẩn mù xanh. Đây là cái kháng sinh đồ. Bệnh nhân có nhạy cảm với carbapenem, capecitabine, piperacillin, tazobactam, cipro và imipenem. Và bệnh nhân của chúng tôi sử dụng imipenem cộng với ciprofloxacin là một cái lựa chọn rất là tốt tại thời điểm lựa chọn ban đầu. Thời gian điều trị bệnh nhân này trong thời gian bao nhiêu lâu? Chúng tôi điều trị chỉ có 5 ngày là đủ. Thời gian có thể ngắn hơn hoặc dài hơn phụ thuộc vào cái sự cải thiện lâm sàng của bệnh nhân, rồi hình ảnh X-quang, rồi xét nghiệm. Về thực hành lâm sàng thì chúng ta sử dụng PCT cũng như là các tiêu chuẩn lâm sàng để quyết định thời gian điều trị. Cái ca lâm sàng thứ hai mà chúng ta có thể học được ấy, đó là ở trên bệnh nhân COPD có thể gặp là viêm phổi bệnh viện rất là trầm trọng và nguy cơ có thể nhiễm các cái vi khuẩn như là triệu khuẩn mù xanh. Điều trị kháng sinh sớm với kháng sinh phù hợp theo kinh nghiệm là rất là quan trọng trong vấn đề điều trị cho những bệnh nhân này. Và xuống thang khi chúng ta có kháng sinh đồ và bệnh nhân sẽ có cái kết quả rất là điều trị rất là tốt, bệnh nhân xuất viện và sau khi điều trị ở bệnh viện 12 ngày. Đây là một cái chương trình được gọi là sử dụng kháng sinh trong cái ICU, và tôi không có thời gian để đi hết chi tiết về các cái hướng dẫn này. Chúng ta có những cái bước được gọi là tối ưu hóa việc sử dụng kháng sinh, rồi những việc mà tránh sử dụng kháng sinh không cần thiết. Và cái kết luận của tôi ở đây thì cái kết luận đầu tiên ấy, chúng ta đừng bao giờ quên, đó là viêm phổi bệnh viện thì xuất hiện ở tất cả các loại bệnh nhân, ở tất cả các cái bệnh phòng trong bệnh viện. Trong thành lâm sàng ấy thì chúng ta phải đánh giá về lâm sàng cũng như là một số các xét nghiệm để chẩn đoán và đánh giá các cái nguy cơ của các cái xuất hiện của các cái vi khuẩn đa kháng trên những bệnh nhân đó. Cái việc điều trị sớm bằng kháng sinh theo kinh nghiệm phù hợp là rất là quan trọng. Và cái thời gian điều trị của kháng sinh ấy thì đã được hướng dẫn khuyến cáo là trong vòng 7 ngày là đủ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bài trình bày của giáo sư Vũ Văn Giáp và giáo sư Mark Wilcox. Chúng ta có một số thời gian để cho cái phần câu hỏi và giải đáp. Nếu chúng ta có thể. Tôi có câu hỏi ở đây. Câu hỏi này là cho giáo sư Wilcox. Với như vậy thì cái thời gian sử dụng kháng sinh để dẫn đến cái đa kháng. Vậy thì tại sao các cái tổ chức về y tế, ví dụ như WHO hoặc là thì người đưa ra cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh mà không cần phải cấy, không có kết chờ kết quả cấy? Xin cảm ơn về câu hỏi. Tôi nghĩ ra là một trong cái câu hỏi là chúng ta biết là khoảng 80% kháng sinh đã dựa vào cái kháng sinh kinh nghiệm. Và điều đó không có gì là ngạc nhiên cả. Và cái việc sử dụng nó có tính chất gọi là
kinh nghiệm nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là xuất hiện các cái vi khuẩn đa kháng. Như vậy thì trong cái điều kiện lý tưởng là chúng ta có thể có được, chúng ta sử dụng trực tiếp sử dụng kháng sinh phổ hẹp và cụ đặc hiệu. Như vậy trong thực tế thì chúng ta biết là sử dụng không dễ để làm như vậy. Chúng ta biết các cái dữ liệu rất là ở trong rất nhiều các cái nghiên cứu khác nhau ấy. Thì ta biết là cái người ta nghiên cứu về các cái kết quả, cái kết cục của trên những cái bệnh nhân rất là nặng ấy. Ví dụ như là bệnh nhân nhiễm trùng huyết hoặc bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn chẳng hạn, thì như vậy thì khi sử dụng kháng sinh mà kinh nghiệm ấy, không có nghĩa là chúng ta không có thể lấy được những cái bệnh phẩm để chúng ta cấy. Đôi khi là nó có thể xuất hiện ngay sau khi mà các cái triệu chứng, thì chúng ta cần phải làm cái việc đó. Nhờ cái việc đó sẽ giúp cho chúng ta có thể tránh được cái, có thể thay đổi được cái cách chúng ta chỉ định kháng sinh ở một cái thời điểm nào đó chẳng hạn. Và nếu mà chúng ta sử dụng một kết quả của cái cấy đó thì chúng ta có thể biết à thì chúng ta có thể thay được, đổi được kháng sinh hoặc là ví dụ như cái kết quả là kháng sinh mà nó cái kết quả mà cấy mà nó không rõ ràng chẳng hạn, hoặc là chúng ta không tin tưởng chẳng hạn, thì cái điều đó là chúng ta cần phải cải thiện cái việc đó, làm thế nào cho nó được chính xác nhất, và nhờ đó chúng ta có thể khư trú được cái việc chỉ định các cái kháng sinh sử dụng và phụ thuộc vào những cái quá trình mà đáp ứng, quá trình phản ứng viêm của bệnh nhân, và chúng ta sử dụng như là một cái công cụ để chúng ta có thể đa dạng hóa cái cách chọn kháng sinh. Chúng ta sử dụng các cái kháng sinh trước đây đã sử dụng hoặc là như chọn được nhiều lựa chọn khác nhau để nhờ đó mà chúng ta dựa vào các cái kết quả kháng sinh đồ. Xin cảm ơn giáo sư Quyên Cốc. Câu hỏi cho giáo sư Giáp về kinh nghiệm của ông về cái vi khuẩn gram âm ở trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 và kinh nghiệm của ông trong điều trị là cho những bệnh nhân đó như thế nào. Tôi nghĩ đấy là một câu hỏi rất là tốt. Ở Việt Nam ấy thì chúng tôi có cái đợt sóng thứ 3 của COVID-19, và chúng tôi rất là may mắn và chúng tôi đã có vaccine để giúp cho cái việc mà hỗ trợ cho cái nhân viên y tế và công chúng. Đối với cái vi khuẩn gram âm ở trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì thực sự nó là một cái đó là nhiễm trùng cơ hội. Nó phụ thuộc vào các bệnh viện, môi trường của bệnh viện, của từng bệnh viện khác nhau. Tại khoa hồi sức của bệnh viện đó. Ở Việt Nam ấy thì chúng tôi có một số ca rất là nặng, và vi khuẩn thì giống như là các cái những cái nhiễm trùng cơ hội khác ở bệnh viện. Cái điều thứ hai ấy, thì cách điều trị cho những bệnh nhân đó là cũng theo hướng dẫn thôi. Chúng ta đã trước đây ấy, thì chúng ta trong thời gian đợi kết quả của cái cấy trả về ấy, thì chúng ta có thể sử dụng theo cái điều trị phối hợp, ví dụ sử dụng carbapenem plus fluoxetine, ví dụ như là ciprofloxacin, và sau vài ngày nếu như bệnh nhân vẫn tiếp tục tồi đi thì chúng ta cũng phải thực hiện cho bệnh nhân thuốc chống nấm, ví dụ Canxidas. Như vậy nó không có gì đặc hiệu cho cái nhóm COVID cả. Xin cảm ơn giáo sư Giáp. Là câu hỏi thì như vậy làm thì chúng ta sử dụng cái ví dụ như là đối với cái câu hỏi
À, đối với kháng sinh đường đường hít ạ. À, ví dụ dùng aminoglycosid đường hít thì chúng ta điều trị như thì kinh nghiệm như thế nào? Ở nước tôi thì chúng ta thường sử dụng các cái kháng sinh mà đường hít đối với bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện chỉ cho colistin. Aminoglycosid thì vẫn chưa được khuyến cáo tại Việt Nam. Và chúng tôi chưa điều trị như thế. À, giáo sư Wincock, ông có kinh nghiệm gì không ạ? Tôi không sử dụng các cái aminoglycosid mà đường hít. Trừ trường hợp là trên bệnh nhân có cái sơ nang thì chúng ta sử dụng một vài cái thuốc kháng chủ yếu là dựa trên nền tảng là chúng ta sử dụng kháng sinh như là phòng bệnh thôi. Nhưng cái điều mà khi mà sử dụng kháng sinh như vậy thì chúng ta xem là các cái kháng sinh mà phải dạng chế phẩm có thể sử dụng khí dung được, vì chúng ta có thường là phải khi mà đối mặt với chuyện đó thì chúng ta phải cái điều mà cái mà chúng ta phải chú ý là các cái kháng sinh đấy nó có thể đưa đạt được cái kích thước hạt có phù hợp để đưa vào đường khí hay không, nó có thể đi được từ bên ngoài và đi vào bên trong đường hô hấp, và đôi khi nếu kích thước nó nhỏ quá thì nó sẽ đi vào bên trong sau đó lại đi ra bên ngoài, sau đó nó không có tác dụng gì cả. Như vậy thì về mặt vật lý thì chúng ta phải giải quyết được như vậy, và dựa về cái mặt dược lực học thì chúng ta xem là cái có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động hoạt tính của cái kháng sinh đó. Đó là khi mà chúng ta cân nhắc về cái việc sử dụng cái đường khí dung kháng sinh. Xin cảm ơn hai giáo sư. Chúng tôi chỉ còn một cái câu hỏi cuối cùng thôi. Như vậy sử dụng fluoroquinolone thì ở trên bệnh nhân HAP VAP như thế nào? Đầu tiên tôi xin câu hỏi giáo sư Wincox. Câu hỏi khó đấy. Không có câu trả lời rõ ràng cho cái câu hỏi đó. Nếu như vậy nó phụ thuộc vào cái vi khuẩn mà là gì. Cho đa phần các ở trên trường hợp mà bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện nó có cùng với giống với cái VAP, trường hợp VAP hay không, và dựa các cái dược lực học được đạo học của nó cũng thay đổi trên bệnh nhân thở máy, do đó mà có thể ảnh hưởng đến cái một số cái kháng sinh không có cái hiệu quả trên VAP, trên HAP. Mà đôi khi thì lại thành công ở trên HAP. Như vậy thì cái lý do như vậy thì nó liên đối với cái fluoroquinolone chẳng hạn thì tôi nếu mà chúng ta xem vào cái hướng dẫn của EIS thì nó có một cái cột mà chúng ta sử dụng các kháng sinh phổ hẹp, một ví dụ bốn cái ví dụ cho cái chuyện đó, năm cái ví dụ đó là amoxicillin. Thì như vậy nó có thể là giảm được cái nguy cơ khi kháng thuốc của cả trên bệnh nhân HAP và bệnh nhân CAP, và như vậy cái chất lượng của cái hướng dẫn này rất là tốt. Tôi thì toàn ủng hộ ý kiến của giáo sư Mark Wincock. Xét về cái mặt như vậy thì nếu mà chúng ta cần biết là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh mà bệnh nhân bị, ví dụ như viêm phổi bệnh viện, viêm phổi cộng đồng ở bệnh viện, nhưng mà đôi khi nó cũng cái khả năng kháng thuốc thì độ có số trường hợp thì lại ít kháng hơn. Vậy thì và các cái hướng dẫn gần đây nhất thì chúng ta có thể dùng moxifloxacin cho những cái viêm phổi sớm, ví dụ như là trong trước khoảng 5 ngày chẳng hạn, thì cái khả năng kháng nó ít hơn. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với các chúng ta đó là chúng ta phải thực hiện cái cấy đơm thường một cách hệ thống cho tất cả những cái bệnh nhân đó, và chúng ta cần phải phối hợp với nhau
với là làm việc cùng với các bác sĩ về vi sinh để chúng ta xem là cái vi khuẩn học như thế nào, rồi các cái kháng sinh đồ ra sao để chúng ta quyết định là xuống thang và chúng ta xem là cái điều chỉnh cái điều trị của chúng ta. Xin cảm ơn các cái câu trả lời. Chúng ta như vậy thì chúng ta xin cảm ơn hai giáo sư đã có cái bài trình bày rất là hay, cũng như là tất cả các bạn đã tham gia vào cái chương trình của ở đây đã tham gia bằng cách là gửi các câu hỏi chúng tôi, và chúng tôi còn có một số câu hỏi nữa chúng tôi cũng sẽ tìm cách trả lời và chuyển cho các bạn. Và chúng tôi cũng đang muốn hy vọng là sẽ có những cái chương trình mà thuộc AI Academy trên website của chúng tôi, và xin gặp các bạn trong những cái buổi hội thảo trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn.